Hi, chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tập hợp sản phẩm mít thu âm cài áo Boza 3M1 hiệu của chính hãng Boza. Giá của sản phẩm là 275.800 đồng. Mình đặt hàng ở Tiki. Nếu các bạn mà muốn làm video có chất lượng âm thanh tốt thì đây là một sản phẩm không tệ cho các bạn mới làm YouTuber. Giờ mình sẽ bắt đầu khui hộp bên trong có gì cho các bạn xem nha. Giờ mình sẽ bắt đầu khui hộp. Giờ mình mở hộp cho các bạn xem nha, bên trong cái gì nè. Bên trong họ có một cái túi rất đẹp. Đây là cái phần quan trọng của cái sản phẩm này nha các bạn. Đây, cái đồ ghép. Rồi mình ghép cái này cho các bạn xem. À, một túi chống ẩm. Này để bên đi. Một sách hướng dẫn. Trong đây toàn là tiếng Anh nè không à các bạn. Mình nhìn cũng chẳng hiểu gì hết, nhưng mà may là có vẽ hình rất là chi tiết nên mình xem cũng dễ hiểu. Cái này để bên. Cái mic này có hai chế độ này nha các bạn. Đây là ốp với microphone, mình để chế độ này là xài cho cái microphone. Còn mình đẩy lên là chế độ dành cho camera và PC laptop rồi. Đây là cái mic thu âm của mình này. Rồi mình sẽ bắt đầu gắn cho các bạn xem. Cái này điên điên này là chụp một cái đầu mic thu âm này nha các bạn, cho nó không bụi. Dây của sản phẩm này dài tới 6 mét nữa. Dạ. Đây giờ mình sẽ lắp pin
Bạn lắp pin là cái phần đầu bạn đưa ra ngoài, đít thì quay vô trong. Rồi giờ mình sẽ ghim và test thử cái microphone này cho các bạn nghe nhé. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình những video tiếp theo. Chúc các bạn xem video clip vui vẻ.